Khi ban giám khảo công bố kết quả là tôi sẽ nằm trong hai người nguy hiểm phải thi với tôi với Giáp phải thi với nhau, thì cái đó là cái giá tôi phải trả cho cái sự mạo hiểm của tôi, thì tôi nghĩ cái đó hoàn toàn hợp lý. Tôi không có gì để phải trách hay là than trách mình là tại sao mình làm như vậy. Giáp lúc nào cũng là một đối thủ đối với tôi, tại vì về những món ăn truyền thống, những món ăn Việt Nam, Giáp rất là tốt. Càng vô sau thì tôi phải ráng giữ cái đầu óc mình thật là tỉnh táo và để cái áp lực nó không có làm mình rối. Thì tôi nghĩ nó là một cuộc thi thì ai cũng là đối thủ với nhau, nếu mà vô trong tới 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 top 3 rồi thì sẽ là đối thủ, nhưng mà chúng tôi sẽ chơi một cách gọi là fair play thôi. Ai giỏi điểm bình tĩnh, ai sáng tạo được tốt nhất, ai nấu nêm nếm được tốt nhất trong khả năng trong thời gian đó thì người đó là người chiến thắng.